Sách Thọ Mai Gia Lễ Nguyễn Tân Triều 1954. Sách Thọ Mai Gia Lễ Nguyễn Tân Triều xuất bản năm 1954 giúp cho bạn đọc các nghi thức lễ giáo trong các sự vụ tang lễ hôn lễ. Ngoài ra sách còn phần phụ biên xem giờ sinh nở tử tang biết đích giữ lành. Đạo làm con thờ cha mẹ, muốn được chữ hiếu cùng cha mẹ thời cư xử với anh em chị em phải cho hòa thuận. Đức Khổng Phu Tử có dạy rằng, lễ cốt hòa làm quý, lại nói rằng, lễ giữ kỳ xa xỉ thà tiết kiệm còn hơn. Việc tang giữ kỳ trang hoàng thà thương xót còn hơn. Vậy làm con muốn xem lễ, hãy trước nên để ý vào ba câu ấy mà đừng phạm vào điều răn, huyết tường bài ra. Kinh Thi Thơ Tiểu Nhã có nói, huynh đệ huyết phu tường, nghĩa là anh em một nhà đánh chửi lẫn nhau. Kinh Lễ Thiên Chính Hàng có nói, hậu táng chi bài ra, nghĩa là, làm ma quá hậu đến nỗi hết nghiệp. Bản in lại theo nguyên gốc, chỉ còn vài bộ. Quý vị mua sách nhắn, tên sách, địa chỉ, điện thoại, họ tên người nhận để được chuyển sách miễn phí tận nhà. Kiểm tra sách ưng ý mới thanh toán.